Khi mình mua nhà ở Florida thì ai sẽ là người đứng ra để handle toàn bộ số tiền cho cái giữa bên buyer và seller? Hello, xin chào tất cả mọi người. Em là Julie Phan, Realtor và Team Leader ở khu vực Tampa Bay, Florida. Đây là một cái câu hỏi mà khá là nhiều người khách from out of state có hỏi. Thì một cái transaction giữa bên buyer và seller thì cái tiền nó sẽ được handle bởi cái công ty title company. Depend on cái thành phố và county thì thường là cái người seller sẽ là cái người chọn cái title company. Khi hai bên buyer và seller đã đồng ý cái giá cả và những cái điều khoản ở trong hợp đồng thì cái người buyer họ sẽ có khoảng thời gian nhất định sau khi mà được under contract để mà bỏ cái tiền escrow deposit vô. Thì thường công ty title company đấy họ sẽ mở một cái tài khoản escrow và họ handle toàn bộ số tiền từ đầu cho đến cuối. Từ đầu có nghĩa là khi mình bỏ tiền đặt cọc vô và đến cuối là cái số tiền còn lại khi mà cái người buyer phải come up with để mà đóng nhà. Thì công ty title company họ sẽ handle tất cả các thứ từ cái phần của bên lender cho đến buyer, seller, seller agent, listing agent. Họ handle toàn bộ số tiền và distribute to tất cả các bên at the end. Again, em là Julie Phan, Realtor ở khu vực Tampa Bay, Florida. Nếu cô chú và anh chị cần mua, bán hoặc list nhà ở khu vực Tampa Bay hoặc Orlando area thì hãy reach out to Julie và team của Julie ha. Thank you.